Xưa có vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng mạo khôi ngô, trí rất thông minh, lòng rất nhân đức. Ngài đem lòng thương xót hết tất cả mọi người nên rất được mọi người thương mến. Đối với vua cha và hoàng hậu, ngài rất kính yêu và hiếu thảo, không bao giờ từ chối một việc gì mà ngài có thể làm cho cha mẹ vui lòng. Một ngày kia, vua cha đau nặng, thuốc thang chạy chữa đã hết phương mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Hoàng tử lo buồn lắm. Ngài hội các đình thần lại để hỏi xem ai có cách gì cứu chữa cho vua cha. Trong triều có một kẻ gian thần vì muốn giết thái tử để cướp ngôi sau khi vua mất, liền đứng dậy thưa rằng: Thưa thái tử, bệnh của hoàng đế chỉ có một thứ thuốc có thể chữa được, nhưng khó kiếm. Hoàng tử tỏ vẻ vui mừng, vội hỏi: Chẳng hay thứ thuốc ấy là thuốc gì thế? Nếu chữa được bệnh cho phụ vương tôi, thì dầu khó thế nào, tôi cũng cố tìm cho được. Bẩm, ấy là cái não của một người trẻ tuổi, mà từ nhỏ đến lớn rất hiếu thảo với cha mẹ và nhân đức với mọi người. Hoàng tử hỏi: Vậy, não của tôi có thể đem dùng để làm thuốc được không? Kẻ đại thần nghe nói, trong lòng lấy làm mừng rỡ, nhưng giả vờ buồn bã mà thưa rằng: Thưa, chắc được, vì còn ai hiếu thảo và nhân đức hơn ngài. Nhưng chúng tôi không dám và cũng không nỡ làm một việc nhẫn tâm như thế. Hoàng tử khẳng khái trả lời: Nếu tôi chết mà cứu sống được phụ vương tôi, thì tôi rất sung sướng. Xin các ngài đừng lo ngại. Nói xong, ngài liền truyền đem cắt đầu mình, lấy não đem qua với thuốc để vua cha uống. Lòng hiếu thảo của thái tử động đến trời đất, nên khi vua uống xong chén thuốc, thì bệnh liền thuyên giảm ngay. Hoàng tử hiếu thảo trên đây chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trích Viên Âm. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Công đức sám hối. Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Võ Đế có quen với một vị hòa thượng hiệu là Chí Công, hàng ngày trò chuyện với nhau rất thân thiết. Hoàng hậu tên là Hy Thị thấy vậy bèn can gián vua đừng chơi với người ngu tăng ấy, nhưng vua Võ Đế chẳng hề nghe, cứ giao du như thường. Hoàng hậu giận lắm, toan lập mưu hại ngài Chí Công, bèn lén dùng thịt chó làm nhân bánh rồi sai người đem bánh ấy đến chùa mà trai tăng. Ai ngờ hòa thượng Chí Công đã biết trước nên dự sắm áo trang rộng tay, làm bánh chay bỏ vào, rồi khi trai tăng lén bỏ bánh mặn trong tay áo, lấy bánh chay ra ăn. Bà Hy Thị đợi tin hòa thượng ăn rồi, tức thì tâu với vua rằng: Bánh ấy thiếp dùng thịt chó làm nhân, ông Chí Công ăn mà không biết, thiệt là người phàm ngu muội, không có đạo đức trí tuệ gì cả. Này bệ hạ còn là bạn nữa chăng? Vua nghe nói nổi giận, liền mang gươm đến chùa mà giết hòa thượng. Khi ấy ngài Chí Công cũng đã biết trước nên ra ngoài cửa chùa đứng đợi. Lúc vua ngự đến trông thấy hòa thượng thì hỏi rằng: Ông ra đứng đây mà làm chi? Ngài Chí Công đáp rằng: Bần tăng biết bệ hạ đến giết bần tăng nên bần tăng ra đây đứng đợi. Nếu bệ hạ mà vào chùa giết hại thì ô uế chốn già lam, càng tội nghiệp lắm. Vua nghe nói kinh hồn, chắp tay niệm Phật và sám hối, rồi liền mời hòa thượng vào chùa mà hỏi rằng: Ngài đã tiên tri được như vậy, vì sao còn ăn lầm bánh thịt chó mà không biết? Ngài Chí Công bèn đáp rằng: Muôn tâu bệ hạ, bần tăng có ăn đâu. Tâu rồi, ngài liền thỉnh vua ra sau giường, dạy người đào lấy bánh thịt chó lên, thấy vẫn còn đủ 120 cái. Hòa thượng bèn lấy nước tịnh thủy phun vào, tức thì mỗi 10 bánh hiệp lại thành một con chó, hình thể vận động như thường. Vua thấy vậy thất kinh, mới biết pháp lực thần thông của ngài Chí Công thiệt là cao cường quảng đại, liền trở vào chùa hết lòng lễ sám hối những sự lỗi lầm. Từ ấy, Võ Đế càng yêu mến hòa thượng Chí Công hơn ngày trước nữa. Trái lại, bà Hy Thị thấy thế lại càng giận thêm, nên khiến kẻ hầu hạ đến chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết.
Đến niên hiệu Thiên Giám, bà mang bệnh nặng rồi phải từ trần, rồi đầu thai làm con rắn mãng xà ở sau hậu cung, ẩn mình không cho ai thấy. Thừa khi ban đêm, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Võ Đế hay rằng: "Khi thiếp còn sống, ăn ở bất nhân, tổn vật hại người, làm điều tham độc. Vì cớ ấy, nơi này thiếp phải làm thân mãng xà. Thân đã dài, dốc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ nhiều bề. Còn mỗi trong chân dãy lại có thứ độc trùng đeo vào cắn rứt da thịt, đau thắt ruột gan thật là khó chịu. Thiếp nghĩ, vì thiếp cùng bệ hạ vẫn là tơ duyên chỉ nợ, tình vợ nghĩa chồng. Mà nay thiếp bị đọa ra thân súc sanh thế này, bệ hạ nỡ nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp. Nên xin bệ hạ tự bi thỉnh thầy làm chay độ giải cho thiếp. May nhờ Phật Pháp hộ trì, thoát ra khỏi dòng ác báo, thì thiếp cảm ơn đời đời." Vua Võ Đế nghe rồi, bèn thức dậy, rầu rĩ khóc lóc một hồi. Sáng ra liền truyền lệnh trước các thầy sa môn nhóm tại điện mà hỏi rằng: "Vậy trong hàng chư tăng, ai có phép chi cứu giải hoàng hậu khỏi điều tội khổ chăng?" Hòa thượng Chí Công tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối thì mới cứu được." Vua Võ Đế bằng lòng, liền cầu hòa thượng Chí Công soạn ra 10 quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung làm chay 3 tháng cầu sám cho hoàng hậu. Có một hôm kia, khi trai đàn gần mãn, có mùi hương nồng nã bay khắp trong cung điện. Vua Võ Đế ngước mắt ngó lên trời, thấy có một nàng con gái nhan sắc tuyệt trần đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng: "Thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu sám hối, đã thoát được thân mãng xà mà sanh về cõi trời Đau Lợi, nên thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm vậy. Thôi, mấy lời cảm tạ, kính chúc bệ hạ ở lại bình an." Bà nói rồi liền ẩn mình không thấy nữa. Khi ấy vua Võ Đế nửa mừng nửa khóc, khôn xiết sự tình, bèn lui vào cung mời hòa thượng Chí Công mà hỏi rằng: "Hoàng hậu của trẫm buổi còn sống hết sức thù ghét hòa thượng, là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy?" Ngài Chí Công tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, sự cừu oán duyên do kiếp trước có một vị trú trì và một vị giám tự ở chung một chùa. Trong chùa ấy có cái đồn để nước, dưới chân cái đồn có con thiện trùng thường thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó in ỏi như thể tiếng con dế hay con vạc sành vậy. Thường khi ông trú trì tới đó lấy nước súc miệng rửa mặt thì cũng chú nguyện cho con ấy mau mau thoát đặng cái thân súc vật mà sanh về đường nhân luân. Một bữa kia ông trú trì đi khỏi, ông giám tự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu và làm cho lòng ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc. Nên ông bèn bắt con ấy, lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đồn như cũ. Qua bữa sau, ông trú trì về, trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đồn, thì thấy nó đã chết rồi. Ông thường khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó, và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa. Muôn tâu bệ hạ, còn thiện trùng ấy, tức là kiếp này, làm thân hoàng hậu. Còn vị giám tự, là kiếp này, làm thân của bần tăng đây. Bác gia gặp nhau, toàn đòi nợ trước. Nếu tụi kiếp này tu hành lơ láo, thì có thể nào thoát ra khỏi tay của hoàng hậu? Vua Võ Đế nghe nói, liền gật đầu mà đáp rằng: "Hèn gì, hoàng hậu của trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm, hoàng hậu ngủ mê, trẫm lén mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc lại vào, tức thì không đau nữa.
Nay hòa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, thì biết Phật nói nhân quả thiệt là không sai. Từ ấy, vua Võ Đế lại càng tin tưởng Phật Pháp, trọng đãi chúng tăng, và nguyện một lòng phụng sự Tam Bảo. Trích gương nhân quả. Chúng sanh khi xả báo thân này thì thọ báo thân khác. Nếu trong khi tìm thọ thân khác mà chưa đủ nhân duyên, thì thân này chưa xả. Ví như con sâu đo, trong khi đàn đuôi bám chặt một nơi, thì đàn đầu ngóc lên tìm kiếm. Hễ đàn đầu tìm được chỗ mà bám xuống, thì đàn đuôi mới nhả ra. Còn người trong lúc nằm thiêm thiếp chờ chết, chính là lúc nghiệp thức tìm kiếm nơi thác sanh. Nếu được nơi rồi thì liền chết, bỏ xác thân này mà thọ thân khác. Những người mù rờ voi. Thuở xưa có một vị quốc vương tên là Cảnh Diện, tánh tình thuần hậu, nhân đức ít ai bằng. Về phương diện chánh trị thì ngài thi hành những điều lợi ích cho dân chúng, và ngài thường đem Phật Pháp để giáo hóa nhân dân, nên trong thời kỳ ấy, trình độ đạo đức của mọi người lên mức khá cao. Vì thế, từ trong triều cho đến ngoài dân sự, đều đặng thái bình an lạc. Nhưng trong thời kỳ ấy, trong triều còn một vài vị đại thần tôn thờ ngoại đạo, tin tưởng theo bọn tà sư, do đó thường tranh luận với nhau. Rốt cuộc, ai cũng chấp thủ cho sự kiến giải của tôn giáo mình thờ, lý thuyết chủ nghĩa mình theo là đúng cả. Muốn chấm dứt tình trạng đó, nên vua thường suy tính và tìm tòi một mưu trước gì để cảm hóa những vị đại thần kia trở về đạo giác ngộ cứu cánh của chư Phật, và nhận thấy những sự kiến giải của mình lâu nay là sai lầm. Thì một hôm, các vị cận thần được lệnh phải đi tìm những kẻ mù từ thuở lọt lòng đem về cho vua. Được tin ấy, các quan trong triều cũng như dân chúng, ai nấy đều sanh nghi. Vua sẽ thi hành những điều gì mới lạ chăng? Sau 2-3 ngày tìm kiếm, các vị đại thần dẫn về một tốp người mù. Người này vịnh người kia nắm kẻ nọ, đi vào sân rồng. Trong lòng anh nào cũng hồi hộp, không biết việc sắp xảy đến phước hay quả. Sau khi nhìn qua tốp người mù, vua liền lớn tiếng truyền cho quần thần hay rằng: bổn ý của trẫm là muốn thử xem mấy người mù này có biết mình dán con voi ra sao không. Vậy các người sai thị vệ dẫn họ đến chuồng voi, ra lên quảng tượng kẹp voi cho chắc chắn, đặng mỗi người lại gần rờ xem cho kỹ lưỡng, rồi dắt tất cả về đây để phúc tấu. Nếu kẻ nào tả đúng hình dáng con voi thì trẫm sẽ trọng thưởng. Tốt người mù nghe thế đều lộ vẻ vui mừng, lòng tự hẹn với lòng sẽ rờ xem thật kỹ càng, và hy vọng phen này chắc chắn sẽ được nhiều tiền bạc. Anh nào cũng tự hào xúc giác của mình rất tinh tế, ý phân biệt của mình rất tinh vi, xưa này có hề sai khi nào đâu. Vì thế, khi dắt đến chuồng voi, anh nào cũng dành rờ trước. Anh thì rờ đụng cái vòi, anh thì rờ nhầm cặp ngà, anh thì rờ đụng cái tai, anh thì rờ nhầm hông, anh thì trúng chân, anh thì rờ đụng đuôi. Anh nào cũng rờ đi rờ lại thật kỹ lưỡng, và trong lòng đinh ninh rằng mình đã biết đúng hình dáng con voi. Xem xong, các vị cận thần dẫn tốp người mù trở lại trước vua để ngài thẩm xét. Vua thấy vẻ mặt anh nào cũng lộ vẻ hân hoan, liền phán rằng: trẫm thấy các ngươi còn mắt bóng quán, vì mù từ thỏa lọt lòng mẹ, chỉ nghe người ta nói đi nói lại, chứ chẳng biết hình dáng con voi ra thế nào. Này tất cả, tuy là không thấy, nhưng đã đến tận nơi mà rờ rẫm con voi rồi. Vậy bây giờ, mỗi người phải tả hình dáng con thú ấy ra sao? Nếu đúng, trẫm sẽ ban cho nhiều tiền bạc để hộ thân. Không đợi hỏi lần thứ hai, anh rờ đụng cái voi, mau mắn trả lời: thưa bệ hạ, con voi hình như chiếc chiếu cuốn tròn. Anh rờ cặp ngà vội cãi: thế nào, con voi giống chiếc chiếu cuốn tròn à? Thôi sai rồi, chính tôi đã rờ xem kỹ lưỡng, con voi như cặp sừng trâu. Anh rờ đụng lỗ tai voi phát cáu: sao, con voi lại giống cặp sừng trâu? Cũng sai bét.
còn voi giống cái quạt. Chính lúc tôi xem, nó quạt vào mặt bác rưỡi mà. Anh rơi nhầm hông voi, không thể nhịn được nữa. Các anh mù thật. Con voi mà bé nhỏ giống chiếc chiếu cuốn tròn, giống sừng trâu, giống cái quạt ư. Chính tôi đã ôm sát lấy nó. Con voi như một bức tường, bằng phẳng, dài đến 2-3 thước tay. Anh rơi trúng chân voi, quơ tay lia lịa phân bua. Trật hết. Thôi nín đi, để tôi nói cho mà nghe. Con voi như cái cột nhà mới đúng. Chính tôi ôm thử, dở lên không nổi đây nè. Con voi như cái cột nhà mới đúng. Thôi đừng cãi nhau nữa. Anh rơi nhầm đuôi voi nãy giờ lặng thinh, nhưng bây giờ anh thấy đã đến giờ phút mình cần phải cãi chính. Thôi các anh ơi, nín đi, để tôi nói cho mà nghe. Nãy giờ các anh nói sai hết. Con voi hình như cây chổi. Chính tôi đã mân mê vuốt ve nó một hồi lâu. Đám người mù ấy, ai cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là đúng, nên cứ nhau nhau cãi vã nhau mãi. Có anh tức giận quá, muốn trở gậy phang nhau. Thấy cảnh đó, từ vua cho chí quần thần, không ai có thể nhịn cười được. Có người cười đến tức bụng, có người cười đến chảy nước mắt. Vua cười ngất, bảo các quần thần. Các khanh có thấy không? Trong bọn người này, kẻ nào cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là đúng. Nhưng thật ra, không kẻ nào nói đúng đặng sự thật của toàn thể con voi. Các người đây cũng vậy. Người nào cũng cho tôn giáo, học thuyết, chủ nghĩa mình đã đúng với chân lý. Nhưng sự thật, chưa có người nào hiểu đặng toàn diện chân lý. Mà chỉ có Đức Phật mới là người sáng suốt giác ngộ được hoàn toàn sự thật vậy. Các vị quần thần đều tỏ vẻ hổ thẹn cúi đầu. Nhà vua Cảnh Diệp lập trước mà phá được sự kiến chấp sai lầm của các vị đại thần. Và từ đó, họ đều một lòng chánh tín Tam Bảo, bỏ hẳn các thứ kinh sách của ngoại đạo tà sư, chỉ lo nghiên cứu nội điển của Phật để tu hành, mong thoát kiếp trầm luân sanh tử. Thuật giả Hoàng Minh. Các lối tuyên truyền xảo trá làm sao lung lạc được kiến thức loài người một khi mọi người đã biết đem chánh pháp giác ngộ nhau. Hoàng hậu Vi Đề với pháp môn Tịnh Độ. Trong lúc Đức Thích Tôn còn tại thế, ở Ấn Độ có vua Tần Bà Ta La, nước giàu dân mạnh, tiếng oai hùng khắp cả bốn phương, chư hầu thảy đều quy phục. Song không bao lâu, ông bị nghịch tử là A Xà Thế sanh lòng ác muốn hại để đoạt ngôi. A Xà Thế bắt phụ hoàng giam vào ngục tối và cấm không cho ai được vãng lai. Hoàng hậu Vi Đề mật lo với ngục tốt lén đến thăm. Khi vào, bà thấy vua ngồi trong ngục tối, nhan sắc tiều tụy, tinh thần bạc nhược sắp chết vì đói. Hoàng hậu giật mình chết ngất. Sau khi tỉnh dậy về cung, bà tìm phương cứu chồng. Hoàng hậu mới hòa bộ cùng mật, làm chuỗi anh lạc. Mỗi khi vào thăm, bà đổ ra cho vua dùng. Nhờ vậy mà vua Tần Bà Sa La sống cầm chừng khỏi chết. Nhưng chuỗi thay, cờ mưu bại lộ, A Xà Thế biết được, ông giận quá xách gươm tìm mẹ để giết. May có vị đại thần can, bà mới thoát khỏi. Xong bị giam vào lãnh cung, từ đó hoàng hậu không thể đem thức ăn cho vua được nữa. Ôi, còn chi đau đớn bằng mình bị tù ngục và cảnh tượng chồng đói sắp chết hiện ra trước mắt. Bà kêu gào than khóc đến nỗi hai mắt gần mờ. Nhân đó bà nhận thấy cuộc đời giả dối. Ngai vàng là lao ngục, danh lợi là gông cùm, ân ái là hổ lang, địa vị như rắn độc. Khi ấy bà liền nhớ đến Phật. Nhờ sự cảm thông, Đức Thế Tôn ở trong kỳ hoàng tịnh xá vận thần thông trên hư không cùng các đệ tử hiện vào trong lãnh cung. Trong khi bà đang quỳ gối chắp tay hướng về đấng đại giác, bỗng thấy hào quang chói khắp, bốn bức tường lạnh lẽo trở nên ấm áp. Ngẩng đầu lên bà thấy Phật, bà tủi mình khóc lóc đảnh lễ Đức Phật và các vị thánh chúng, mà bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, không biết con đã gây nên tội gì,
mà nay sanh đứa con đại ngỗ nghịch đến nỗi toan giết cha gia mẹ để đoạt ngôi. Nay con được may mắn gặp Phật, nguyện Đức Như Lai cứu độ cho con xả báo thân này để được sanh vào thế giới nào đừng gặp nghịch tử và chịu những điều oan khổ như ngày nay. Đức Thế Tôn dịu lời an ủi: Hoàng hậu hãy bình tĩnh để nhớ lại chuyện xưa. Khi hoàng hậu chưa sanh thái tử thì đại vương và hoàng hậu đêm ngày lo buồn cầu các vị thần linh để mong sanh con quý. Vì lòng quá tin tưởng nên một đêm kia đại vương chiêm bao thấy thần mách bảo trên núi cao cách thành mấy dặm có vị tiên nhân đương tu trên ấy, khi xả báo thân sẽ đầu thai vào làm con bệ hạ. Lúc tỉnh lại, vua thuật lại cho hoàng hậu nghe và truyền xa giá đưa đi. Đến nơi, quả nhiên thấy vị tiên nhân đang tĩnh tọa dưới gốc cây. Vua quỳ làm lễ và đem việc mình cầu tự cùng điềm chiêm bao mà thưa với đạo sĩ. Vị đạo sĩ nghe xong, nhập định một lúc lâu, rồi bảo: quả có như vậy, xong tôi còn 3 năm nữa mới ly khai được xác thân này, vậy bệ hạ hãy chờ. Vua nghe xong buồn rầu thưa lại: mạng người vô thường đâu có hẹn được, xin ngài từ bi cho tôi mau mau được như nguyện, nếu chờ 3 năm lâu quá biết tôi còn sống mà đợi được chăng. Vua nằn nì rất lâu mà không được, phần quỳ đã mỏi gối, ông liền nổi sùng bảo sẵn: trẫm làm vua trong một nước, chủ trị cả giang sơn. Ngài tuy tu hành, song cũng ở trong đất nước của trẫm. Này trẫm đã hết lời yêu cầu, nếu ngài không nghe, chắc không được. Đạo sĩ ngậm ngùi sẽ bảo: mạng tôi chưa chết, bệ hạ lấy thế lực áp bức tôi. Nếu tôi không nghe, chắc sẽ nguy hại. Song tôi nghe thì khi vào làm con bệ hạ, tôi sẽ hại bệ hạ mà đoạt ngôi. Thật là đáng tiếc. Đạo sĩ nói xong, tự giận mà chết. Và bắt đầu hoàng hậu có thai. Nhưng vua rất buồn vì câu nói và cái chết của đạo sĩ vẫn ám ảnh trong lòng. Chẳng bao lâu, hoàng hậu sanh thái tử. Vua đem việc ấy bàn với hoàng hậu. Cả hai đồng tình quẳng con từ lầu cao rơi xuống, cố cho thái tử chết. Nhưng thái tử chỉ gãy một ngón tay mà lại lớn rất mau. Diện mạo càng lớn càng đẹp đẽ oai nghiêm, từ chất lại thông minh khác thường, làm cho vua và hoàng hậu yêu quý như Ngọc Minh Châu mà quên lần câu chuyện cũ. Tiếng Phật êm dịu như tơ đàn la miên. Vì đề hoàng hậu vừa nghe vừa nhớ lại việc ác của mình, nên dịu lòng đau khổ và ăn năn tội lỗi. Bà liền đảnh lễ Phật, cầu Phật dạy cho phương pháp tu hành để diệt tội, và khi xả thân được sanh về thế giới thanh tịnh, bất sanh, bất diệt. Đức Thế Tôn phóng hào quang sáng chói, hiện ra tất cả thế giới trong 10 phương. Trong đó có một thế giới hoàng hậu nguyện sanh, tức là thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cõi ấy an vui, không thấy khổ. Nhân đó Đức Phật dạy cho bà pháp môn tịnh độ là chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để cầu giảng sanh theo chí nguyện. Bà chí tâm chuyên niệm đêm ngày không hở, nhờ vậy mà bà hết sự buồn khổ và chuyển được lòng ngỗ nghịch của thái tử. Nên từ khi cha mẹ vào lãnh cung một thời gian ngắn, một hôm A Xà Thế thấy lòng bâng khuâng và nhớ lại mẹ, nhớ tội ác của mình, ông bèn từ thân vào lãnh cung thăm mẹ. Khi ngục tốt tận lực đẩy cánh cửa sắt nặng nề, A Xà Thế bước vào, bỗng ông dừng lại. Ông đã thấy gì? Ông thấy mẫu hoàng tĩnh tọa trên tấm đá lớn, hai tay chắp trước ngực, mắt hơi nhắm, nét mặt điềm đạm hiền từ. Mặc dù trời lạnh, ở trong cung lạnh, mà bà vẫn thản nhiên. Dừng vài phút, ông rón rén đến bên, và như một cái máy, ông quỳ sụp xuống chân mẹ. Hoàng hậu giật mình, mở mắt, thấy A Xà Thế. Bà nhẹ nhàng
để hai bàn tay lạnh trên đầu con. Chúng ta ngày nay biết, pháp môn niệm Phật là khởi nguyên từ đó. Thuật giả Thể Quán. Dương gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thì ta ở, chết ta trở về. Nhân nào quả nấy. Thuở nước vua Lưu Ly vì Thù Hiềm dòng họ Thích Ca mới cử binh mà sang đánh nước Ca Tỳ La Vệ. Bắt được một nhóm thiếu nữ quyến thuộc của Phật, quân lính vua Lưu Ly toàn hãm hiếp. Các người này cương quyết thà chịu chết chứ không để mất trinh tiết. Không được thỏa mãn thú tánh của mình, quân giặc liền đuổi xua tất cả thiếu nữ ra đồng đánh đập một cách tàn ác, đến khi các người ấy ngã gục mới chịu bỏ đi. Sau khi tỉnh hồn lại, các cô thiếu nữ đồng nhau một chí hướng tìm chỗ ẩn tu. Trong lúc đi lang thang giữa đồng quan, bỗng đầu các cô gặp bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đi khất thực về. Các cô mừng rõ đón chào bà và kể hết nỗi khổ đau để cầu xin theo bà xuất gia học đạo. Động lòng từ bi, bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni thâu nhận các cô làm đệ tử. Từ ấy các cô tuy được nơi tu tập mà người nào cũng thường than thân tuổi phận. Sư bà thương tình khuyên dỗ: các con mới gặp bao nhiêu tai nạn vừa qua, đã cho là khổ. Nếu các con biết rõ đời ta, thì các con phiền não đến bậc nào? Các con ơi, khi ta còn ngoài đời, thì ta cũng có đôi bạn như ai. Theo phong tục nước ta, hễ mỗi khi gần sanh, thì các cô gái có chồng được đưa về nhà cha mẹ ruột. Cũng như hai lần trước, lần thứ ba, lúc cận ngày khai hoa nở nhụy, cả gia đình ta, chồng vợ con cái cùng kẻ ăn người ở trong nhà, đều kéo nhau về mái hiên cha mẹ ta cả. Trong khi đi đường xa vất vả, bữa nọ vừa băng ngang cánh đồng vắng cách xa làng mạc, đến con sông thì trời sắp tối, rủi gặp con nước ròng lại không thuyền, chẳng biết làm sao qua sông. Và quyến ta phải tìm gò nóng tạm nghỉ một đêm, đợi sáng ngày nước cạn sẽ đi qua. Mới gặp chỗ cao ráo sạch sẽ thì bụng ta quặn đau. Một chập sau, ta sanh một đứa con trai thứ ba giống hệt hai anh nó. Chồng ta và kẻ tùy tùng lập tức kiếm cây lá làm tạm cái sàn gác cho mẹ con ta nằm đó. Khi lo xong cho bốn mẹ con ta có chỗ nằm kín đáo ấm áp, chồng ta với bạn bè mới lên một cái nồng gần bên nghỉ ngơi. Một sự bất ngờ rùng rợn đã xảy ra trong giữa đêm trường canh vắng là nhiều con rắn độc to tướng đánh hơi người, bèn bò đến nuốt cả chồng ta và các tôi tớ. Mẹ con ta nhờ nằm trên sàn cao, dưới có bếp lửa đỏ, loài mãng xà không dám lại gần. Sáng ngày, thừa dịp nước ròng sát, ta định lội qua sông về quê quán, chứ không còn phương nào hay hơn nữa. Ta bèn cõng con đầu lòng, đưa sang qua bờ sông bên kia trước. Ta lội trở lại bên này, đại đứa con thứ hai trên lưng, còn đứa mới sanh thì để vào cái đẩy giải, ngậm ở miệng và đi từng bước như dòng nước. Đến giữa sông, ta nghe bên kia bờ tiếng con ta rú lên bài hải. Thì khốn thay, một con hổ dồ lấy nó rồi tha tuốt vào rừng. Trước cảnh đau thương bất ngờ, ta không còn tỉnh trí, há miệng kêu to. Đứa bé trong đẩy rơi ngay xuống nước. Bấn loạn tâm thần, tay chân run rẩy, ta cứ lặn hụp dưới đáy sông, mò đứa bé mới nở, quên lửng đứa con thứ hai đai trên lưng mà ta đã vô tình giết nó chết ngộp. Thảm thiết thay, chỉ trong một ngày đêm, tới sáng mà cả gia quyến ta, chồng, con, tôi, bạn, đều chết không kịp trối. Ta đành rơi lệ, nuốt sầu gắng gượng, lội tới mé lên bờ.
kiệt sức quá, ta ngã xỉu ngất đi, không còn biết sự gì nữa. Trong lúc đó có một lũ ăn cướp đi qua, gặp ta, bắt đem về nhà nuôi, rồi ép ta làm vợ. Chẳng bao lâu, tên cướp làm chồng sau của ta bị bắt và lãnh án tử hình. Ta cũng bị chôn sống theo chồng do phong tục. Sau mấy tiếng đồng hồ bị lấp đất, có bọn cướp khác đến đào mã định lấy của quý. Thấy ta còn thoi thóp, chúng bèn cứu ta đem về săn sóc lành mạnh, rồi cũng bắt buộc ta lấy tên chánh đảng làm chồng. Ăn ở với nhau được ít lâu, ta có thai. Tối nào, trước khi đi làm việc bất lương, chồng ta cũng dặn phải chực chờ mở cửa cho nó vào mau mau khi có tai nạn xảy đến. Một hôm, nó vừa ra khỏi nhà thì ta đau bụng. Cách một chập sau, ta sanh một đứa con gái. Đồng thời chồng ta bị người đánh đuổi chạy về rất gấp. Ta mắc bận bịu vì đứa con nên không kịp mở cửa. Nó giận dữ tung cửa và định giết ta. Ta chỉ đứa con mới nở, hy vọng nó nghĩ tình máu thịt mà bớt cơn thịnh nộ đi chăng. Sao ta thất vọng, nó gắt gỏng chỉ mặt đứa nhỏ bảo rằng nó là nghịch tử báo đời. Rồi nó liền giết ngay, nó kề gươm dọc cổ ta, bắt buộc ta phải ăn thịt đứa nhỏ ấy thì nó mới tha. Cách ít hôm sau, tướng cướp này bị sa vào lưới pháp luật, chịu án tử hình. Ta cũng bị chôn sống một phen nữa gần bên mé rừng. Ít phút sau, có một con cọp đến moi mã tha xác người chết ăn thịt. Thần ta chôn ở dưới thay chồng, ta khỏi bị cọp ăn. Được thoát nạn này, ta ngẫm nghĩ cuộc đời của ta giàu sanh ra tử, khốn khổ vô cùng. Nên ta không còn tiếc những ngày sống thừa nữa. Ta mới quyết chí xuất gia đầu Phật. Các cô thiếu nữ nghe nói hết sức kinh nghi, mới bạch rằng: Này sư bà đã tu hành đắc đạo, sư bà có thể cho chúng con rõ nguyên nhân nào sư bà gặp lắm nỗi gian nan rùng rợn như thế không? Bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni thông thả đáp: Các con ơi, có chi lạ đâu. Đó là quả báo như muôn ngàn quả báo khác của tiền nhân kiếp trước mà thôi. Đây, các con hãy nghe. Quyền kiếp trước của ta, một thuở nọ, ta có chồng có con. Chồng ta có vợ lẽ, cũng có con như ta. Vì ghen tương, mà nhất là tham của, ta sợ gia tài của chồng ta phải chia cho con vợ bé, thì mẹ con ta chẳng được phần nhiều. Nên thừa dịp chồng ta với người thiếp đi vắng, ở nhà ta giết con chúng nó hết. Chuyện sát nhân đem đến cửa quan tra khảo cách nào ta cũng chối mãi. Và ta lại thề dối rằng nếu tôi có giết con chồng tôi thì tôi sẽ bị khổ sở vô cùng, cả nhà tôi tan nát, các con tôi sẽ bị cọp tha chết chìm, tôi sẽ bị chôn sống chết ngộp, vân vân. Nếu tôi có ác tâm giết con vợ lẽ chồng tôi, thì ngay kia tôi sẽ bị người ta bắt buộc tôi phải ăn thịt người con tôi. Đó, các con có thấy không? Một lời nói ra thì va lấy, một tiếng thề dối mà mắc ngay, một hành động ác thì bị quả báo dữ không sai. Biết được lý nhân quả như bóng theo hình, tợ vang theo tiếng, thì các con không còn thắc mắc gì với những tai nạn của các con ngày nay, cũng như của bà ngày xưa. Cho hay, nhân nào quả nấy, chớ khá than vang, vì không bao giờ một việc xảy ra mà không có duyên cớ. Vậy khuyên các con phải tin nhân quả mà lo tu hành. Thuật giả Trường Lạc. Trước khi làm một việc gì, phải nghĩ đến kết quả của nó. Đâu là sự thật? Sáng nay, trời mùa xuân quang đãng quá,
những mầm non đầy nhựa đang e ấp dưới những nách thân yêu của các kẻ lá cành cây. Muôn chim đang hòa vui, reo hót những bản nhạc mừng xuân, liễu lo lạnh lót. Gió xuân lùa nhẹ những làn hương trong sạch của muôn hoa, làm giảm bớt một ít u buồn của những khách trần gian tục lụy, đồng thời gạt dở những giọt sương còn bám chặt, đè nặng trên mình qua lá. Dần thái dương đã bắt đầu lên, nhả những tia nắng vàng chiếu tỏa khắp không gian, đem lại loài người nguồn sinh lực vô biên, đánh tan sự đen tối của đêm dài đầy sợ hãi. Thành Xá Vệ đã trở về với những sự náo nhiệt của một đô thị lớn. Khắp các nẻo đường, người đi kẻ lại lăng xăng, nhất là con đường lớn vô ra cửa thành. Kia, sao những người đi đường họ đứng dừng lại và nép qua một bên đường hết thế kia? Họ còn đứng im ra dáng cung kính nữa. À, thì ra có Đức Phật từ giường cấp cô độc vào thành Quá Trai, đi gần đến họ. Phải, ai thấy Phật mà không cung kính cúi đầu cho được? Bước đi khoan thai, tướng người oai nghiêm hùng dũng, sức sáng của trí huệ cao siêu, dường như không thể tiềm tàng hết trong người phải tung phát ra ngoài, thành muôn ngàn tia hào quang rực rỡ. Đứng xa trông cũng đủ khiếp, lựa là phải đứng gần, càng ngắm lâu, càng nép phục. Đức Phật vào thành, theo đường phố, tuần tự hết nhà này sang nhà khác để quá trai. Đi như thế, ngót một tiếng đồng hồ, rồi bỗng nhiên Ngài đứng lại trước cổng một ngôi nhà khá sang trọng. Chẳng nói chẳng rằng, Ngài đứng im đấy thật lâu. Cửa cổng vẫn đóng kín và bên trong lặng lẽ tiếng người. Nếu nông kỹ, ta có thể thấy được bên trong vợ chồng chủ nhà và đứa con đang xúm quanh mâm ăn thì phải. Đức Phật bèn thâu hào quang và dùng thần lực bay vào. Tại thành Xá Vệ này, có một ông trưởng giả giàu có vô số. Thế mà thảm, ông lại là người keo kiết nhất đời, không ưa làm việc bố thí, cũng không giúp đỡ ai bao giờ. Mỗi khi ăn, ông sai vợ đóng chặt cửa cổng, không tiếp bất cứ một ai. Hơn nữa, cửa cổng nhà ông ít khi mở. Ông rất sợ những vị sa môn đến quá trai, và nhất là những người ăn mày. Ông keo kiết đến có tiếng khắp đô thành thì phải biết. Ngày hôm nay, ông nghe sao thèm thịt gà lạ thường, lại thêm thằng con cũng đồng một ao ước như ông. Sau một hồi tranh chấp trong cõi lòng, ông bèn quyết định bạo dạn báo vợ làm thịt con gà trống tơ. Khi món ăn làm xong, dọn lên mâm, lên bát, vợ chồng và con đồng nhau hỉ hả. Đang thích thú, khen miếng ngon miếng béo, ép con mời vợ, ông trưởng giả bỗng giật nảy mình. Tiếng động chân của Đức Phật đã đến tận thềm. Đàn Việt, ông bà nên cúng dường cho các thầy sa môn, được phước báo vô lượng. Đức Phật lên tiếng, bị quấy rầy lại thêm keo kiết, trưởng giả nhà ta đổ cáo. Quái, trong lúc vợ chồng người ta đang ăn uống, ông lại đến kỳ kèo xin xỏ. Nếu biết sự xấu hổ, xin mời ông ra ngay cho. Trưởng giả là kẻ còn mê muội, tự mình không biết xấu hổ, chớ ta là nhà tu quá trai, có gì mà phải hổ thẹn. Tôi và vợ tôi, con tôi đang ăn uống ngon lành như thế này, vui sướng như thế này, mà ông bảo là xấu hổ à? Trưởng giả giết cha để ăn, lấy mẹ làm vợ, nuôi nấng cung cấp cho kẻ oán thù. Đã không tự xấu hổ, còn lên mặt trở lại chê ta là nhà tu hành không biết thẹn à? Đạo sĩ nói thế nào? Nhà tu hành sao ăn nói kỳ cào thế? Tôi giết cha lấy mẹ hồi nào? À, thì ra trưởng giả chưa hiểu gì cả. Con gà trống tơ đang dọn ăn trên mâm kia là cha của ông. Hồi trước vì bản tánh tham lam kèo kiết, nên nhiều đời phải sanh làm loài gà, để ăn bẩn côi xay để trả nghiệp. Vì nghiệp quả của ông ngày nay chấm dứt, nên khiến ông thèm, con ông lại đốc thúc. Vợ ông tuy phải buộc lòng bắt gà làm thịt, chờ khi giết, bà ta vẫn đau khổ hùng lắm, bởi dây oan nghiệp
nhiều đời còn dương vấn. Đứa con của ông hiện đây, đời trước nó là quỷ la sát, còn vợ ông bây giờ là mẹ ông hồi nhiều đời trước. Vì ái ân sâu nặng chưa dứt nên ngày nay phải làm vợ ông để trả cho hết tình yêu thương tiền kiếp. Ông vì si mê không thấu biết căn nguyên nên đành giết cha nuôi kẻ oán cừu, lấy mẹ làm vợ, thật là điên đảo luân thường. Chúng sinh vì nghiệp chướng che ngăn, tạo nghiệp thọ quả, quay cuồng mãi mãi, sanh tử trôi lăn trong ba nẻo sáu đường, không ngày nào cùng tận. Thật đáng hổ thẹn, đáng thương tiếc biết bao. Bạch ngài, phải làm thế nào để có thể hiểu rõ được, và bậc người nào mới có thể thoát khỏi dòng khổ lụy của sanh tử luân hồi? Xin ngài từ bi bảo cho, chúng tôi thật muôn phần cảm tạ. Này thiện nam tử, những sự oan oan tương báo, tử khư sanh lai, lặng hụp nổi chìm như thế, chỉ những bậc tu hành đã dứt trừ tất cả phiền não mê lầm, chứng đặng ngũ nhãn lục thông mới mong thoát khỏi. Còn ngoài ra, đều khó tránh được sự trả dây của nhiều đời nhân quả. Ta này đã quan sát kỹ, thay trưởng giả, nhân tiền căn có gieo hộp giống Phật vào thức điện. Dù trái bao nhiêu kiếp luân hồi, đền trả oan khiên, nhưng phước báo vẫn không mất. Ngày nay nghiệp quả trả xong, căn lành thuần thục, nên ta khuyên trưởng giả hãy phát tâm cho mạnh mẽ, tinh tấn tu hành, kẻo ngày sau khó thoát. Kỳ diệu thay, lời của Đức Phật vừa thốt xong, như liều thuốc trị bệnh, ông trưởng giả sợ tháo mồ hôi, tóc lông đều dựng đứng. Phật liền hiện oai thần cho ông nhớ lại những tội khiên tiền kiếp. Bấy giờ ông trưởng giả hết sức ăn năn lại Phật để sám hối những tội khiên ông đã tạo, và phát nguyện tu hành, mong thoát khỏi những tội nghiệp do ngu muội tạo ra. Tánh bổn sẻn bỗng nhiên tiêu tan mất. Lạy ngài, nhờ thần lực của ngài phá tan những lớp mây mờ trong đầu óc của con, ngày nay con mới thấy rõ đâu là sự thật. Bấy lâu nay còn tưởng những cái gì xung quanh con, nào vợ, nào con, nào của cái, đều là chân thật của con, nên con mới lẫn tiếc từng đồng. Xét ra con vì nghiệp chướng ngăn che, càng nhận thấy càng chìm, nên càng mê muội, lấy giả làm chơn, cho hư là thật. Ngày nay con đã rõ ra thì sự đã rồi, mong nhờ ơn ngài giải thoát giùm con thật muôn phần cảm tạ. Đức Phật nhận lời, thâu ông vào hàng đệ tử. Ông xin thọ năm giới của Phật, tu hành chứng đặng quả, tu đà hoàng. Tình thương. Hoàng hôn về, đem theo một ít u buồn vơ vẩn. Theo gió nam, chim nhạn bay từng đàn lẻ tẻ. Đàn chim nhạn bay về trong khói sương chiều ảm đạm, cánh mỏi, chưa tìm được chỗ trú chân trong một ngày gió bạc mưa ngàn. Mưa đã tạnh, gió đã yên, những lá rụng đầy đường đang than thở với ánh dương tà còn sót lại. Cảnh tượng đượm màu hoang tàn và thê thảm. Ngồi bên sông cửa, nàng Liên Hoa bâng khuâng nhìn trời với một mối u buồn khôn xiết. Đôi mắt nàng chạm phải cảnh tượng thê lương của buổi chiều vàng, cũng như lòng nàng chạm phải một cảnh đời oan trái. Dần, cảnh đời oan trái quá. Bao nhiêu là phỉnh phờ và bao nhiêu là dối gạt, lòng nàng còn tươi thắm được không? Khi đã bị gió mây u sầu bao phủ, lòng người sâu độc và phủ phàng. Sắc nước hương trời mà làm chi, lâu đài vàng bạc có giá trị gì khi lòng người phụ bạc? Ngón đàn tuyệt diệu của nàng không còn khiêu gợi được những mảnh tình tan dở. Người mà nàng chắc chắn sẽ ngàn năm sum họp thì nay đã ghét bỏ nàng. Đã bao nhiêu lần như thế, và cũng đã bao nhiêu lần những buổi chiều vàng tan tác về trên cảnh vật. Tình thương, trời ơi, tình thương chỉ là mang trá nhất thời.
Tình thương là gì nếu không phải là những cánh nhạn bay qua, chỉ để lại trên mặt hồ, trên trái tim nàng, những u buồn, thất vọng. Tình thương mong manh quá, trái tim nàng hình như thắt lại. Đời còn có nghĩa gì với một kiếp hồng nhan bạc phận như nàng? Cảnh vật đã nhuộm màu đen tối, đềm xuống giữa cảnh vật và xuống giữa tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy bơ vơ trống trải, nàng mến tiếc thời xưa, thời mà nàng còn bé bỏng, sống trong tình thương không giới hạn của mẹ nàng. Tình mẹ thương con, nàng thấy rõ là một tình yêu chân thật vững bền. Ôi, mẹ nàng còn đâu nữa để an ủi nàng vào trong phút đau đớn này? Tìm đâu ra tình thương cao cả và đầm thắm như tình mẹ yêu con? Nhưng mắt nàng vừa chạm phải một ánh sáng xa xăm. Ừ, trăng đã lên ánh sáng dịu hiền, đã lan tràn trên cảnh vật. Nàng cố tìm trong trí nhớ và chắc rằng một tình thương bao la như ánh trăng hiền hậu vẫn còn có ở đời này. Đâu đó người ta ca ngợi tình thương. Phải rồi, tình thương của bậc giác ngộ ra đời, thấm nhuần muôn vật. Mắt nàng sáng lên như nhìn thấy ngôi sao cứu tinh hiện lên ở chân trời rực rỡ. Người đang gieo rắc tình thương cao rộng bao la chính là bậc giác ngộ, là Phật Đà. Tình thương nhân thế mong manh, nhưng tình bác ái của đạo vàng vẫn trường cửu và bao la cao rộng. Nụ cười thế nhân mong manh quá, nhưng nụ cười Đức Phật còn mãi hiền hậu với tất cả mọi loài. Nụ cười ấy có một cái gì giống với nụ cười mẹ yêu con tha thiết. Nàng thấy rõ, trú địa an tịnh là dưới ánh đạo vàng mà Đức Phật còn đang gieo rắc quanh ngài. Nàng sẽ đến dưới tình thương Đức Phật. Tìm được nơi nương dựa cho tâm hồn, nàng thấy lòng nàng êm tịnh. Ngày mai, nàng sẽ đến với tình thương cao cả của ngài, và như đứa con thơ, nàng sẽ được an lành dưới nụ cười êm dịu của người mẹ hiền. Sáng hôm sau, trời mới tinh sương, Liên Hoa đã vội vàng lên đường. Đường về Cấp Cô Độc không xa, nhưng nàng muốn đến nơi trước giờ ngọ nắng nung người. Nàng đi với một lòng tin tưởng ở Đức Phật từ bi không bến hạn của Đức Thế Tôn. Mặt trời lên cao, trời đã bắt đầu nóng nực. Nàng Liên Hoa đi nhanh hơn để mau tới đích. Được hơn một nửa đường thì mồ hôi đã thấm ướt áo nàng. Ghé vào một bóng cây to che rợp một hồ sen, nước trong như gương. Nàng ngồi nghỉ. Nước hồ trong quá. Nàng đứng lên lại gần, vuốt mớ tóc lại để rửa mặt. Nước hồ mát rượi, nàng thấy khỏe khoắn và an lành. Vén tà áo sang bên, nàng bỗng thấy trong gương nước hồ trong, mặt nàng duyên dáng tươi lành, in trên nền trời xanh biếc. Nàng còn trẻ, tóc nàng còn xanh lắm, và môi nàng còn thắm như son. Nàng còn xuân quá, rồi đây xuất gia đầu Phật. Nàng đứng yên suy nghĩ. Rồi mớ tóc sẽ còn đâu? Sống trong cảnh thanh đạm của người tu hành, nàng thấy còn sớm quá. Để 5 năm sau cũng còn chưa muộn. Nàng còn trẻ và đẹp biết chừng nào. Gương mặt nàng biết đâu sẽ đem lại cho nàng một người yêu trong mộng tưởng. Nghĩ thế và ý muốn quay về ám ảnh đầu óc nàng. Nhưng từ xa một bóng người đi lại. Bóng một thiếu nữ tha thướt trong dáng đi đẹp của hàng quý phái. Liên Hoa giật mình. Nàng chưa bao giờ trông thấy một người đẹp như thế. Mắt thiếu nữ trong như gương nước hồ sen. Tóc nàng buông xuôi, đẹp như một làn mây mờ và mỏng. Nàng nhẹ tiếng về phía nàng Liên Hoa. Trên môi đã nở một nụ cười tươi như hoa phù dung buổi sáng. Liên Hoa yên lặng cúi đầu. Nhưng thiếu nữ đã đến bên. Thiếu nữ cười, tiếng nàng trông như tiếng đàn huyền diệu. Sao chị buồn thế? Chị đi đâu? Hẳn chị về Katila. Liên Hoa chợt tỉnh, nàng đáp lời thiếu nữ. Không, tôi về Dân Kỳ Thọ. Thế là hai người quen nhau. Liên Hoa bắt đầu thấy mến thiếu nữ. Đã lâu, hai người nói chuyện tâm tình. Thiếu nữ nhìn Liên Hoa cười và tiếp.
Không, sắc đẹp chống tàn lắm chị ạ. À, chỉ có tình thương rộng rãi mới là trường cửu. Tình thương thế nhân em thấy quá mong manh. Thiếu nữ tỏ vẻ nhọc mệt, gối đầu lên vai Liên Hoa. Nàng lặng yên nghe tiếng sáo diều đâu đây đồng giọng. Lát lâu không thấy thiếu nữ nói gì, Liên Hoa tưởng nàng thiếp ngủ. Nhưng Liên Hoa kêu lên một tiếng khi nàng chạm phải cánh tay lạnh như đồng của thiếu nữ. Nàng đặt đầu thiếu nữ dậy thì thằng ôi, người đẹp đã chết rồi. Thân xác nàng đã lạnh ngắt và cứng đờ như gỗ. Quảng kinh, Liên Hoa dùng dậy, mắt nàng trông rõ khuôn mặt thiếu nữ. Còn đâu bao nhiêu vẻ đẹp não nùng. Mặt thiếu nữ xám lại, mắt trắng giả, toàn thân tím lại như xác người để đã 4 năm hôm. Liên Hoa thở dài, nàng thoáng thấy lẽ vô thường của kiếp sống đời người. Nở rồi tàn, sắc đẹp trôi theo thời gian tàn tạ. Bao nhiêu ham muốn trở về, tiêu tan mất cả. Ý chí xuất gia mạnh mẽ trở lại với nàng. Liên Hoa đặt người bạn xấu số bên bóng cây già, rồi vội vã ra đi về giường kỳ thọ. Mãi bước hướng về nơi chủ đích, Liên Hoa không còn nhìn lui lại phía sau. Nàng có ngờ đâu thiếu nữ đã đứng dậy hồi nào. Thiếu nữ đứng lên, nhìn theo Liên Hoa khuất dạng trong bóng cây rậm rạp. Hình như đã hiểu sự thay đổi trong tâm hồn Liên Hoa, nàng mỉm cười đắc chí. Nàng chép miệng. Bao nhiêu thế nhân khi chạm phải luật vô thường vẫn còn ham muốn không thôi. Thàng ôi, tình thương thế gian là một trò hề điên đảo. Liên Hoa sẽ được an lành dưới bóng Đức Từ Phụ. Nàng sẽ chứng được đạo màu. Trong khi ấy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tiếng hồng chung giờ ngọ đã từ kỳ viên bay lại, ngân nga trong gió. Thuật giả Thích Minh Lý. Chớ hẹn đến già mới học đạo, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Cây đèn kỳ lạ. Sau lễ tiễn đưa Phật và các thầy tỳ kheo trở về tịnh xá Kỳ Hoàng, vua A Xà Thế cùng với đình thần trở lại nội cung để dự buổi yến thân mật và bàn một vài việc cần làm thêm trong ngày đại lễ hôm ấy. Câu chuyện mở đầu trong bữa tiệc là những lời sau đây do vua A Xà Thế phát khởi. Các khanh, quả nhân rất bằng lòng và thỏa mãn về việc các khanh đã lo liệu quá ư tươm tất trong buổi lễ cúng dường Phật và giáo hội vừa rồi. Hướng đôi mắt về phía đại thần Kỳ Bà, vua A Xà Thế nói tiếp. Kỳ Bà, khanh nghĩ hộ quả nhân xem còn có việc gì đáng làm nữa để quả nhân tận hiến tất giả chí thành lên Đức Chí Tôn và giáo hội, những người tận tụy trong công việc giáo hóa chúng sanh nói chung, thần dân của quả nhân nói riêng, trở về với ánh sáng chân lý. Đứng dậy ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đại thần Kỳ Bà thông thả tiếp. Tàu Đại Dương, ngoài sự cúng dường trai phạn và y phục mà Đại Dương đã dâng lên Đức Chí Tôn và giáo hội, theo thiển ý của hạ thần, thì không việc gì có ý nghĩa hơn việc cúng dường ánh sáng. Vì ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, cho sự giác ngộ. Ở đâu có ánh sáng thì ở đó bóng tối tan mất. Cũng như ánh sáng Phật và giáo hội đến đâu, thì ở đó si ám và tội lỗi đều tiêu sạch. Ngụ ý của hạ thần chỉ có bấy nhiêu, kính mong bệ hạ thẩm xét. Hay lắm, ý kiến của khanh rất chí lý. Tiện đây nhờ khanh thay quả nhân sắm sửa cho thật nhiều đèn đuốc để tối hôm nay dâng lên Phật và giáo hội tại tỉnh xá Kỳ Hoàng. Đại thần Kỳ Bà dân thuận. Buổi tiệc bắt đầu và tiếp diễn trong tình thân mật giữa nhà vua và các vị cận thần. Chiều hôm ấy, trên đường trở về xóm nghèo, một bà lão hành khất gặp rất nhiều xe cộ, lính tráng, tấp nập khuân chở những thùng dầu, đèn và cả những chiếc lồng đèn ngũ sắc rực rỡ. Hỏi thăm, bà lão hành khất biết đó là lễ vật của nhà vua đem cúng dường Phật và giáo hội. Hình tướng trang nghiêm của Phật và các thầy tỳ kheo lại hiện về trong óc bà. Bà vui hẳn lên và rất tán thành việc làm có ý nghĩa của nhà vua. Và xét lại tự thân, thấy mình chưa làm được một công đức nào đối với Phật và giáo hội. Bà tự nghĩ phải sắm phẩm vật để cúng dường mới được. Thò tay vào bị, bà lão moi ra vỏn vẹn
chỉ có 2 tiền. Một sự quyết định nhanh chóng, trong lòng khiến bà hoan hỉ đi ngay vào một cái quán gần đấy. Thưa cậu, làm ơn bán cho tôi 2 tiền dầu thấp. Bà mà mua dầu làm gì? Sao không mua đồ ăn lại mua dầu? Nhà cửa đâu mà dầu dưới đèn? Thưa cậu, tôi thường nghe các bậc hiền đức trong làng bảo, ngàn năm muôn thuở mới có một Đức Phật ra đời. Người nào có nhiều phước duyên lắm mới được gặp. Hôm nay tôi may mắn được gặp, nhưng chưa có lễ mọn nào để dâng hiến lên ngài. Điều ấy làm tôi vô cùng ân hận. Nhân tiện vua A Xà Thế sửa soạn đèn đuốc để dâng lên ngài và giáo hội. Tuy nghèo khổ, tôi cũng xin nguyện đem 2 tiền mới xin được đây, mua dầu dâng ánh sáng lên ngài. Nghe bà lão hành khất tỏ tấm lòng chân thiệt đối với đấng giác ngộ, người chủ quán nhìn bà một cách cảm mến và hạ giọng. 2 tiền chỉ được 2 muỗng, nhưng tôi xin tặng bà 3 muỗng nữa là 5, và cho bà mượn luôn vịt đèn này. Mong bà nhận cho. Sau khi cảm ơn người chủ quán, bà lão ra về với bao niềm hoan hỷ vì được người khác biểu đồng tình và giúp mình trong công việc phước thiện. Trời chưa tối hẳn, những cây đèn xinh xắn lộng lẫy của nhà vua đã được những đội thị vệ thắp sáng. Tịnh xá kỳ quan như vui nhộn hẳn lên, đó đầy vang lừng những điệu nhạc dịu dàng, nhịp nhàng với lời ca ngợi của những cận thần thay nhà vua tán thán công đức của Phật và giáo hội. Từng đoàn người lũ lượt đi dự lễ, đông như trảy hội. Bà lão hành khất cũng tiến mau về phía tịnh xá và dừng bước trước những hoa đăng rực rỡ. Bà dội vàng đến rót dầu vào cây đèn mà bà đã lau sạch và thay tim. Vừa mồi ánh sáng, bà vừa phát nguyện. Cúng dường ánh sáng này lên Đức Thế Tôn và giáo hội, còn chỉ cầu mong làm sao, còn cũng sẽ được trí tuệ sáng suốt như các đấng giác ngộ trong 10 phương. Bà lại nghĩ, dầu ít như vậy, có sáng cũng chỉ đến nửa đêm là cùng. Nhưng mạnh dạn bà thầm nguyện, nếu quả thật sau này tôi sẽ được giác ngộ như lòng tôi mong muốn hôm nay, thì số dầu ít ỏi này cũng làm cho cây đèn này sáng mãi không tắt. Sau khi treo cây đèn trên một cành cây, bà lão hành khất đi thẳng vào tịnh xá, chí thành lễ Phật rồi ra về. Số đèn của nhà vua tuy được những đội lính thay nhau lo việc chăm dầu, thay tim, nhưng ít cây được sáng suốt đêm. Cây thì bị gió thổi tắt, cây thì bị quật cháy. Duy cây đèn của bà lão hành khất thì ánh sáng nổi bật hơn muôn vàn cây đèn khác và cháy mãi đến sáng mà dầu vẫn không hao. Này đệ tử, trời đã sáng, hãy ra tắt hết những cây đèn còn đó. Đức Phật dạy với ngài một kiền liên như thế. Tôn giả một kiền liên làm theo lời Phật, nhưng đến cây đèn của bà lão hành khất thì 3 lần tôn giả quạt mạnh nhưng ánh sáng cũng không mất. Lần thứ 4, tôn giả cầm ngay vạt áo cà sa và vận hết thần thông diệu lực của mình quạt hắt vào đèn, nhưng đèn lại rực sáng hơn trước. Tôn giả một kiền liên và những người chung quanh đều ngạc nhiên và cho đó là một cây đèn kỳ lạ chưa từng thấy. Ngay lúc ấy, Đức Phật vừa đến, ngài điềm đạm bảo: Thôi, đệ tử hãy thôi. Dù cho đệ tử có tận dụng tất cả thần lực của đệ tử, cũng không thể nào làm tắt được cây đèn này, vì đó là ánh sáng công đức của vị Phật trong tương lai. Lời dạy ấy của Đức Phật đã làm cho nhiều đệ tử của ngài muốn tìm hiểu ai là người đã cúng dường đèn ấy. Sau một cuộc điều tra kỹ càng, họ biết rõ người cúng dường cây đèn kỳ lạ ấy chính là một bà lão hành khất. Câu chuyện này đến tai vua A Xà Thế, nhà vua cho dời đại thần Kỳ Bà đến để thuật lại câu chuyện và hỏi: Kỳ Bà, như khanh đã biết, quả nhân làm rất nhiều công đức và cúng dường rất nhiều đèn, nhưng không thấy Đức Thế Tôn dạy gì về quả báo của quả nhân. Trái lại, bà lão hành khất chỉ cúng dường có một cây đèn, lại được ngài thọ ký là nghĩa làm sao? Đại thần Kỳ Bà đứng lên, ngần ngại mãi không dám trả lời. Kỳ Bà, ngươi đừng ngại gì cả. Quả nhân muốn tìm hiểu những nguyên khuyết điểm, chứ không bao giờ dám nghĩ khác về Đức Thế Tôn. Đôi mắt của đại thần Kỳ Bà bỗng sáng lên,
và khiêm tốn trả lời câu hỏi của nhà vua. Tâu đại vương, theo những điều mà hạ thần được phỏng vấn từ cửa miệng của những người thân cận các thầy tỳ kheo và cộng thêm sự suy luận của hạ thần, thì tuy đại vương cúng dường rất nhiều phẩm vật, song tâm ý không được chí thành cho lắm. Và có lẽ đại vương không phát đại nguyện, cho nên tuy có công đức mà không làm sao bằng công đức của bà lão hành khất chỉ cúng dường một cây đèn. Nhưng đó là cả một tấm lòng chí thiết, một dạ chí thành đối với những đấng giác ngộ, và nhất là lời thệ nguyện cao rộng của bà ấy. Nghe đại thần Kỳ Bà phân tích tỉ mỉ về động cơ của sự cúng dường của mình và bà lão hành khất, sau một hồi suy nghĩ và xét lại bản tâm, vua A Xà Thế liền cởi mở được tất cả những điều thắc mắc. Thiện Châu, công đức cúng dường không đánh giá nơi phẩm vật mà căn cứ nơi sự thành tâm. Quỷ La Sát. Xưa có một đoàn ca kịch vừa đi du lịch khắp nơi, vừa kiếm ăn bằng lối diễn tuồng. Trong các vở tuồng, đặc sắc nhất là vở tuồng Quỷ La Sát, vừa rùng rợn lại vừa thích thú. Chiều hôm nọ, đóng tuồng Quỷ La Sát hay quá, rất được công chúng hoan nghênh. Đóng xong, đoàn ca kịch thu xếp đồ đạc để qua tỉnh khác. Có kẻ vì quá yêu chuộng, nài cầu ở lại bằng cách dọa dẫm. Các ông ở lại đây sáng rồi hãy đi. Bây giờ đã chiều mà phải đi qua một cánh rừng rậm. Trong rừng nhiều quỷ la sát lắm. Nhất là lỡ ra đêm xuống mà chưa ra khỏi rừng. Mấy chàng kịch sĩ cười phì. Chúng tôi đây vốn đã là quỷ la sát, còn sợ la sát nào nữa. Thấy rồi cả bọn đồng sửa soạn cất bước vượt rừng. Nhưng chưa ra khỏi rừng thì trời đã tối hẳn. Cả bọn đồng ý nghỉ lại trong rừng, mai sáng họ sẽ đi. Họ đi bẻ cành khô, hốt lá để đốt lửa lên, rồi trải tạm những tấm màn phong để ngủ. Các phiên ngồi canh lửa, rồi thì vì mệt mỏi, đồng lăn ra mê mết. Nửa đêm độ vào canh một, sương xuống nhiều quá, trời lạnh, chành gác lửa rung lẩy bẩy, bèn mở rương lấy tạm một bộ đồ diễn kịch khoác vào người, rồi gật gù bên đống lửa hồng. Bộ đồ kia lại là bộ đồ Quỷ La Sát. Có tiếng chim kêu, một người nằm ngủ, phục thức. Ngoái cổ lên, nhìn xem lửa còn cháy và người bạn canh lửa còn đó không. Nhưng kinh sợ biết bao, người bạn canh lửa đâu chả thấy, chỉ thấy có một con Quỷ La Sát ngồi gật gù bên đống lửa. Lòng gáy dựng ngược, quảng lên, anh chàng chồm dậy, vừa chạy vừa la. Quỷ La Sát! Quỷ La Sát! Bọn người thức dậy, mắt nhắm mắt mở, nghe kêu tưởng là có quỷ thực, cũng la lên và bỏ chạy theo người trước, không kịp suy nghĩ. Anh chàng gác lửa thiêu thiêu, nghe tiếng kêu tỉnh dậy, thấy bọn kia chạy hết thì cũng tưởng rằng có quỷ thực. Bèn vội vàng mang cả bộ áo La Sát mà chạy theo. Bọn trước chạy được một khoảng khá xa, ngoái lùi trông thấy y, hắn theo sau, càng sợ, càng chạy. Anh chàng gác lửa thấy bọn trước chạy vùng vục như tên, thì tưởng đâu quỷ đã kề sau lưng mình rồi, nên lại cố gắng đuổi. Bọn trước thấy hắn đuổi gấp, lại càng hoảng hốt, cứ thế chạy cho đến mệt nhoài, đuối sức, trầy da chảy máu. Cuối cùng hết hơi nằm lăn ra, đến khi biết rõ tất cả đều bị thương, đau đớn khắp mình. Con người về thành kiến sai lạc, vì vô minh che lấp, nên đùa nhau chạy theo ảo tưởng trần gian và mua chuốc lấy bao nhiêu là đau đớn, khổ nhục. Một ghẻ nói tiếng người. Đời Đường, vua Ý Tôn, ở đất Trường An có một nhà sư mắc phải bệnh cùi. Hàng ngày thất tha thất thểu trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở lói, ai trông thấy cũng gớm nhòm. Thỉnh thoảng, một vài người vì động lòng trắc ẩn, biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá. Ngoài ra không ai buồn đã động đến hoặc hỏi han điều gì cả. Vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm, trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc, nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt, lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh. Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn,
Ngô Đạt quá đau thương, cố thỉnh về ở với mình. Trước tâm tình chân thật, lời lẽ thiết tha của Ngô Đạt, nhà sư nhận chịu. Ngô Đạt rước về chùa, kính như bậc thầy, hết lòng cung phụng. Mỗi ngày sáng dậy, Ngô Đạt lấy nước nóng, rửa lau ghẻ lở, tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhòm ngớm cả. Sau một thời gian khá lâu, nhà sư từ giã ra đi, Ngô Đạt tỏ lòng quyến luyến, cầm còng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý. Thấy thế, Ngô Đạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ. Nhà sư cũng từ chối nốt, bảo rằng trên đường danh đức, ông ngày sau sẽ được hiển đạt. Ông nên ở lại, đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bình bồng, mài một khả năng siêu tuyệt của mình. Nhưng điều này nên để dạ. Hãy cẩn thận trong khi hưởng thụ những phần thưởng danh dự, vì nó có thể làm tổn thương đạo niệm của mình. Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông. Vậy nếu sau này có bị tai nạn gì, hãy nhớ qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, núi Trà Lung mà tìm tôi. Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tòng to, tục gọi là sông Tòng Lánh. Chúng ta sẽ gặp nhau. Dặn dò xong, nhà sư từ biệt, Ngô Đạt rơm rớm nước mắt, trông theo đến khi khất bóng mới quay gót trở về. Ngày qua tháng lại, Ngô Đạt đến thời kỳ hiển đạt. Bây giờ ở Kinh Đô, người người đều quen biết và khâm phục danh đức của ngài. Một vị sư có tài có đức, giảng pháp hay, hiểu biết rộng, tiếng tăm vang dậy khắp nơi. Vua Ý Tôn qua nhiều lần thăm dò, trải bao cơn thử thách mới chịu thỉnh ngài vào cung giảng đạo. Cách ít lâu lại phong ngài lên làm quốc sư và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quý. Danh vọng này còn danh vọng nào hơn? Một hôm, nhân lên ngồi trên ghế trầm, nghĩ mình tài đức ai bằng. Vua kiên, quan phục, trăm họ kính nhường. Ngô Đạt thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn nữa. Lòng tự đắc dâng lên tột độ, bỗng nghe say sẩm mặt mày. Quốc sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng. Nằm mê man suốt 2-3 giờ mới tỉnh lại. Cảm nghe trong mình khó chịu, biết đã thọ bệnh, chợt rờ xuống gối, nghe đầu, vén quần lên. Thật là hết sức kinh ngạc. Một mục ghẻ giống tạc như mặt người, có mày mắt, miệng, tai, mũi, đủ cả. Ghê tởm quá, kinh sợ quá. Quốc sư ngất đi, các đồ đệ kêu vực mãi mới mở mắt. Bỗng nghe dưới một ghẻ, nghiến răng, đau buốt thấu xương, khổ sở quá không phương gì cứu chữa. Các danh y và quốc y đều được vua mời đến chữa cho ngài, mà mỗi lần thoa thuốc men là mỗi lần chết giấc, chứ không thấy thuyên giảm phần nào cả. Nhưng lạ, thấy mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy một ghẻ ăn ngay và lại nghe trong mình êm ái dễ chịu. Thật là một quái bệnh xưa nay chưa từng thấy. Các danh y quốc y đều thúc thủ lăn lóc chịu khổ sở mãi như thế đến hơn tháng trời. Nằm nghĩ cuộc đời chả ra chi. Thần như bọt nước thoạt có thoạt không, thoạt còn thoạt mất, đáng ghê sợ. Nhân nhớ đến vị sư mình khi xưa, ôn lại những lời dặn dò thiết yếu. Quốc sư sực tỉnh, bèn cố gắng một thân bị đau nhất, cắn răng lần mò qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu. Vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung. Bởi đường dốc quanh co nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu. Kìa, hai cái tòng đã lộ bóng, nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng. Nếu không tìm gặp thì đêm nay không khỏi giả thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang vu, không một bóng người thấp thoáng. Ngô Đạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía, lòng những lo sợ bồi hồi. Thì may quá, hình bóng thân yêu và quen thuộc khi xưa của vị sư bỗng hiện ra trong một gợp đá gần đấy. Một tiếng kêu rú thất thanh vì mừng, ngài Ngô Đạt bất chấp đau đớn, chạy lại và leo nhanh lên gợp đá, ôm choàng lấy vị sư hỏi han rối rít. Khi bộc lộ hết những nỗi vui mừng khao khát của mình rồi, ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau đớn của mình cho vị sư nghe. Vị sư thốt lời an ủi và dìu dẫn Ngô Đạt về thảo am trên lưng chừng núi. Ngô Đạt thưa: Bạch thầy,
Kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn, bức bách khổ sở không còn bút mực nào tả xiết. Xin thầy rủ lòng từ bi ra tay, tế độ giúp cho đệ tử thoát nạn. Ơn đức thầy thật vô lượng vô biên. Không hại gì. Vị sư đáp. Hoàn toàn nghiệp chướng của ông đã vay từ nhiều đời về kiếp trước. Ngày nay phải đến thời kỳ đền trả. Ông phải ẩn nhẫn trả xong mối nợ máu tiền kiếp ấy mới có thể giải thoát được. Đức Thế Tôn ta khi xưa còn thị hiện nặng gươm vàng đâm vế, ăn lúa ngựa thay. Huống chúng ta là hạng người phàm phu, làm sao mà thoát được? Nợ mình đã trả thì sẽ hết, nhưng cần thiết là đừng nên dây nữa mới được. Thưa thầy, thầy nói nợ máu là thế nào? Đệ tử không hiểu ra sao cả. Xin thầy hoan hỷ giảng cho. Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì đã có người sẽ nói cho ông nghe. Giờ khắc rất gần đây. Rạng ngày hôm sau, nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống ngọn suối vừa triền, lấy nước rửa ghẻ. Đồng tử vừa toan khoát nước, thì thoạt nghe tiếng thét từ trong ung thư phát ra. Khoan, hãy khoan đã, ta có gì còn muốn nói với ông. Ngộ Đạt và đồng tử đang cơn kinh ngạc, thì một ghẻ tiếp lời. Tiếng đồn ông là người học rộng, vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa? Đã có xem qua vài lượt. Ngô Đạt đáp. Vậy ông có nhớ chuyện người Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Đế chém chết Triệu Thố ở phía đông chợ chăng? Nhớ lắm nhớ lắm. Nhưng hỏi thế để làm gì? Chính ông là Viên Án, còn Triệu Thố là tôi. Ông giết tôi oan đến giường nào, ông có biết chăng? Thù ấy oan ấy, thầm xương thấu cốt, tôi đã từng 10 đời theo dõi bên ông để tìm dịp báo oán. Nhưng suốt 10 đời ông luôn luôn làm bậc cao tăng, tình nghiêm giới luật. Tôi đành ôm hận, nhưng quyết theo mãi, đến khi nào trả xong mối thù, đòi xong món nợ máu mới thôi. Mới vừa rồi, được dịp thuận tiện, ông vì vua kính chuộng, ban cho tòa trầm hương, phong làm đến quốc sư, vinh quang hiển hách. Do đó, tâm danh lợi nổi lên, khí kiêu căng bừng khởi, khuyết phần đức hạnh. Tôi mới nhân cơ hội đó làm hại ông để đòi món nợ nần trên. Ngày nay, nhờ ngài Ca Nạc Ca Tôn giả thương xót ra tay cứu giải cho ông, lại cho dùng nước ta muội rửa tội, nhờ thần lực của ngài khiến cho ông và tôi từ đây oán hận không còn, cừu thù tan mất. Vậy kính khuyên ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành và chúc ông vuông tròn đạo nghiệp. Tôi xin chào vĩnh biệt. Ngộ Đạt nghe xong, đầy mình một ốc, đồng thời với tay khoát nước rửa một ghẻ. Nước vừa chạm đến thịt, Ngộ Đạt nghe đau buốt thấu xương, ngất liệm hồi lâu. Khi tỉnh lại, một ghẻ đã lành da thịt liền lại như xưa, không chút vết sẹo nào. Quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt, vội trở lên núi cảm tạ ơn dày của tổ. Tự thệ từ đó tinh tiến tu hành, không dám chậm trễ nữa. Tương truyền bộ Thủy Sám Ba Quyển vốn từ tay Ngộ Đạt viết ra để làm pháp sám sau khi lành bệnh. Phước báo của sự bảo vệ sanh linh. Thuở xưa có một vị La Hán ở trên núi tuyết đã chứng lục thông, thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt, nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục. Vị La Hán kia có nuôi thiếu niên Sa Di làm đệ tử. Một hôm, vị thiếu niên đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy. Vị La Hán xem qua sắc tướng của vị đệ tử mình, ngài liền buồn rầu bảo vị thiếu niên đệ tử rằng: Con ơi, thầy xem sắc tướng hôm nay, thầy rõ biết phước báu của con này đã gần hết. Sau 7 ngày nữa mạng con sẽ chết. Thôi, thầy trò ta ngày nay vĩnh biệt. Thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng. Nghe xong, thiếu niên Sa Di chỉ biết đau đớn, đảnh lễ thầy rồi gạt lễ từ tạ ra đi. Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, thiếu niên Sa Di rẽ qua con đường hẻm, thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi vơi trên dòng nước nhỏ chảy ngang đường.
Bầy kiến hết sức chống đỡ, nhưng vô hiệu, vì thân nhỏ sức yếu mà dòng nước quá mạnh, nên đành để dòng nước tự do giày xéo và chờ dòng nước đưa về cõi chết. Thiếu niên Sa Di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cởi chiếc áo đang mặc trong mình, ngăn ngang dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào. Những con nào kiệt sức không thể leo vào áo được, thiếu niên Sa Di nhẹ tay bắt từng con bỏ vào áo, rồi đem bỏ vào chỗ khô ráo. Hai bà phèn xem xét thấy bầy kiến chắc chắn thoát chết, mới yên lòng về nhà. Đến nhà, trong thời gian 7 ngày, thiếu niên Sa Di lo sợ, chờ ngày mạng chung. Nhưng đến ngày thứ 8, thiếu niên vẫn còn sống. Thiếu niên Sa Di mừng rỡ trở về chỗ thầy. Đến nơi, vị La Hán hết sức ngạc nhiên, không biết vì sao đệ tử mình đến bây giờ mà vẫn còn sống. Ngài liền nhập định dùng diệu trí quan sát mới biết đệ tử mình do công đức cứu bầy kiến nên 7 ngày không chết mà còn sống lâu được nữa. Sau khi xuất định, vị La Hán giải cho Sa Di rõ lý do thoát chết và giải nghĩa chữ từ bi. Từ đấy, thiếu niên Sa Di tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đặng đạo quả. Đức tâm dùng lòng từ bi cứu một mạng sống, đặng phước báo không kể xiết. Nang Đà Tôn Giả. Đã mấy năm qua, từ ngày chứng nghiệm chân lý dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca đã đặt chân lên nhiều kinh thành, nhiều thôn giả, nhiều đất nước để truyền bá đạo từ bi. Hàng đệ tử của Ngài càng ngày càng đông. Trên con đường giải thoát cho nhân loại không biên giới ấy, một hôm kia, Đức Phật trở về đất nước quê hương, nước Ca Tỳ La Vệ. Ngài thấy nhân loại đáng thương đang chìm trong sự lôi cuốn của cuộc đời, có bà con thân thuộc mình, có em Ngài, Hoàng tử Nang Đà. Hoàng tử Nang Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Lúc Phật xuất gia, Nang Đà còn tấm bé. Nang Đà chỉ buồn thoang thoảng vì thiếu sự chăm sóc chỉ bảo của một người anh hiền từ. Thế thôi, và tuổi trẻ cũng mau quên. Nang Đà lớn lên trong sự hầu hạ ân cần cẩn thận của cung vua. Không như anh, Nang Đà buông theo các thú vui, cuộc đời bó hẹp lại, nhỏ dần trước mắt người thanh niên ham mê sắc dục. Nang Đà chỉ còn thấy các mỹ nữ trong giọng hát, trong điệu múa, trong những cuộc truy hoan. Phật trở về giữa sự vui mừng của dân chúng. Ngài ở tịnh xá và hàng ngày mang bình bát đi khất thực và truyền đạo như trong khi Ngài ở các nước khác. Lối sống bình dị ấy là mọi người thán phục. Đời sống của kinh thành xáo trộn. Vàng bạc không còn là cứu cánh. Lòng thương yêu nhau, thương yêu đến cả các sinh vật được xem là cao quý. Người ta đã thấy những gì chắc thật của cuộc đời. Thú vui chỉ là mong manh chốc lát. Nhà vua đã mở nhiều cuộc bố thí, giảm nhẹ thuế má cho dân chúng. Về phần Nang Đà cũng cảm thấy vui. Những hình ảnh tươi đẹp của những năm xưa hiện lên, nhưng trong hai người như có một cái gì khác nhau nhiều lắm, nên Nang Đà chưa dám gặp Phật. Nghe những lời ca ngợi về lòng nhân ái, về cuộc sống bình dị của Đức Phật, Nang Đà tự đối chiếu với mình, và đã có lúc chàng nghiệm thấy một cái gì mong manh chóng tàn trong những cuộc vui say, trên nét nhăn mệt mỏi của những mỹ nữ qua những cuộc múa ca. Một hôm, Nang Đà thức dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Mặt trời đã lên cao, chưa kịp sửa soạn, chàng đã thấy Đức Phật đang tiến vào nhà. Phật khoác chiếc y vàng, tay cầm bình bát. Ngài đi khoan thai như lùa vào đây tất cả những ánh sáng trong lành của buổi mai. Phật không khác xưa nhiều lắm, vẫn gương mặt hiền lành, nhưng thêm phần sáng suốt. Tất cả những hình ảnh trên diễn ra trước mắt Nang Đà đang đứng ngay người nhìn. Đức Phật tiến lại gần, ân cần hỏi han. Lời nói của Ngài dịu dàng làm cho Nang Đà nhớ lại những ngày vui vẻ thuở xưa. Hồi ấy, Nang Đà nhìn đời một cách đẹp đẽ. Rồi Ngài nói với Nang Đà. Từ lâu, ta vẫn thấy bên trong ta có phụ hoàng và em. Chính trong mục đích giải thoát cho loài người rộng lớn và cho những người thân thuộc mà ta thấy được đạo lý.
Ta biết em đang khao khát chân thật. Ta đi trước em, ta đã biết rằng hạnh phúc chân thật không thể tìm ở đâu khác ánh đạo. Ánh đạo ấy ta đem về cho em đây. Nàng Đà im lặng cảm động. Người đứng trước mình là anh, là thầy, là ân nhân. Nàng Đà thấy trong người rạo rực một mối tình muốn hướng về đường lành. Chàng cúi xuống thân mến ôm bàn tay của Đức Phật đang đưa ra nâng chàng dậy. Đức Phật âu yếm. Đường ta đi sáng như sao, nhưng khó khăn trở lực không phải là ít. Mà có sự thành đạt nào không phải mua bằng gian lao. Ta đã nghiệm điều đó. Biết em có đủ trí lực để vượt qua không? Nàng Đà ngẫm nghĩ rồi nguyện theo Phật. Chàng sửa soạn rất nhanh chóng. Phật đã tiến ra cửa. Ngài bước đi, Nàng Đà theo ngài. Tuy lòng đang dâng lên một cái gì âm ấm, trong sáng như ánh nắng và trời đất tươi đẹp bên ngoài. Hai người cùng tiến về tịnh xá. Đến tịnh xá, Phật bảo các đệ tử săn sóc cho Nàng Đà. Người ta thay chiếc áo gấm xanh và khoác cho chàng chiếc áo nâu bằng vải. Người ta dành cho chàng một phòng rộng ngó ra giường qua. Nàng Đà ngồi xuống chiếc ghế mây rồi nhìn ra giường. Trầm hoa đang mở rộng tung cánh để đón ánh trời, màu hồng tươi mát của đào, màu vàng dịu của mai, màu trắng như tuyết của huệ nổi bật lên trên màu xanh tươi của lá cây. Đây đó, một vài đạo sĩ đang ngồi trên các phiến đá, trầm tĩnh niệm pháp. Trong cái yên lặng, lâu lâu có điểm một tiếng chuông ngân dài. Nàng Đà thấy một sức sống mạnh mẽ của muôn cây, một sự rạo rực hướng về đạo của con người. Thật là một thay đổi cực kỳ lớn lao trong tâm hồn vị hoàng tử thanh niên. Nhưng rồi có những lúc Nàng Đà thiếu thiếu một cái gì. Chàng tiếc rẻ à, cái áo gấm chăng? Đâu phải thế. Trước đây cũng có nhiều lần chàng ao ước cởi bỏ nó đi để được mát mẻ. Chàng tiếc một cái gì? Đó là các sinh hoạt cũ. Cái lối ăn chơi say sưa bên cạnh những người vũ nữ có bàn tay ngọc ngà, có thân hình mềm mại. Đức Phật thừa hiểu rằng trong một sớm một chiều, Nàng Đà chưa thể giác ngộ được chân lý, nên chú ý đến Nàng Đà nhiều hơn các đệ tử khác. Một hôm, có người mời Phật đi thọ trai. Ngài không đưa Nàng Đà đi, mà còn kêu đến đưa bình bát cho, và dặn ở nhà múc nước đổ vào cho đầy. Được ở nhà, Nàng Đà là vui thích, vì chàng thấy có cơ hội trở về thăm cung điện và các mỹ nữ. Biết như thế là sai lầm, nhưng có một sức mạnh nào đấy thúc đẩy mãnh liệt. Dầu sao, Nàng Đà cũng không quên lời Phật dặn, đổ nước vào bình bát, mà chàng không biết đổ để làm gì. Cái bình bát nhỏ bé này, hãy đổ vào một gầu là đầy ngay, và rồi sẽ trở về thăm cung điện cũng không muộn. Nàng Đà đem bình bát ra giếng, chàng xách lên gầu nước và đổ nước vào. Chàng cẩn thận để nước khỏi đổ ra ngoài. Lạ quá, gầu nước đổ hết rồi mà sao không thấy nước tràn lên miệng bình. Nàng Đà cúi xuống xem bình bát có bị nứt không. Tuyệt nhiên không một đường rạn nào, lớp men vẫn liền láng. Chàng múc gầu nước thứ hai, thứ ba, thứ tư và liên tiếp nhanh tay đổ vào. Lạ thật, không có nước chảy ra ngoài mà nước đổ vào biến đi đâu cả. Nàng Đà đã mệt nhoài mà bình bát vẫn không được một tí nào cả. Làm sao để về thăm cung điện? Nôn nã quá, chàng để bình bát ngay bên giếng và vụt chạy đi. Hẹn trong lòng chốc trở lại sẽ tiếp tục đổ nước vào. Chạy được một quãng, Nàng Đà thấy ở xa có đoàn người đi ngược lại. Chàng dừng lại nhìn. Khốn rồi, chính Phật và đoàn đệ tử thọ trai về. Nàng Đà biết không có cách nào tránh khỏi, bèn nép bên đường, cúi mặt nhìn xuống đất. Phật đến bên Nàng Đà hiền lành bảo. Thôi, trở lại. Em hãy còn lời hứa đối với ta. Còn công việc ta giao chưa làm xong. Hãy tự chiến thắng mình mới đi đến đích cuối cùng. Nàng Đà đi theo ngài cùng trở về tịnh xá. Năm hôm sau,
Trong cuộc du hành thuyết pháp ở cõi trời, Phật cho Nan Đà đi theo. Nan Đà mừng lắm. Đấy là một trong những cõi trời đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Không biết bao nhiêu lâu đài tráng lệ nguy nga. Những chiếc bàn, những độc bình bằng thủy tinh muôn màu rực rỡ. Những giường hoa với các cây xanh mướt, quanh năm hoa nở thắm tươi và tỏa mùi hương nồng ấm. Ánh sáng một màu huyền ảo, mặt trời không gay gắt, ban ngày vẫn có sao sáng và ban đêm trời luôn luôn sáng. Thứ ánh sáng vàng trắng của những đêm rằm. Phật đưa Nan Đà đến một cung điện rực rỡ. Các tiên ông râu bạc trắng ra đón tiếp. Phật thuyết pháp cho họ nghe. Trong lúc đó, các nàng tiên mời Nan Đà đi xem khắp nơi. Chỗ nào Nan Đà cũng tấm tắc khen ngợi. Rồi các nàng tiên múa cho Nan Đà xem. Những gương mặt tươi đẹp như chưa bao giờ lo buồn. Các điệu múa uyển chuyển như còn gửi mãi trong không gian các đường nét mềm mại. Sau đó, Nan Đà hỏi họ. Ai sẽ có vinh hạnh hưởng cảnh sống êm đẹp trong những cung điện ở đây? Các nàng tiên nhỏ nhẹ thưa. Cung điện, giường qua, ánh sáng ở đây đang chờ đón một người tên là Nan Đà. Nếu người ấy tu hành được chánh quả. Nan Đà sung sướng nhẹ nhõm khi theo các nàng về cung điện. Trên đường về tịnh xá, Nan Đà định hỏi Phật xem lời các nàng tiên nói có đúng không. Nhưng không dám, chỉ tự bảo với mình phải cố gắng tu tập. Nhưng biết đến bao giờ mới lên cõi trời sung sướng. Nan Đà nôn nã nên thiếu thái độ hiền từ, tĩnh tâm định trí. Và cái hăng hái của những ngày mới trở về lần lần phai nhạt. Một thời gian sau, Phật lại chuẩn bị một cuộc đi truyền thuyết xa. Và Nan Đà cũng được đi theo. Lần này, Phật dẫn chàng xuống địa ngục. Địa ngục bày ra trước mắt Nan Đà trước những cảnh tượng ghê rợn. Đây là một người đàn ông bị ép dưới một tảng đá khổng lồ. Tảng đá lún dần trong tiếng kêu thắt nghẹn, trong tiếng răng rắc của bộ xương ngực, xương tay, xương chân đang dập nát. Đây là một người đàn bà mang trên đầu một vành lửa đỏ. Tóc của người ấy cũng cháy khét lẹt, và tay bị trói chặt ra phía sau. Người đàn bà vừa chạy vừa kêu không ra tiếng người. Nàng đã biết những hình phạt ấy là do sự tàn ác của họ ở kiếp trước, nên im lặng đi theo Phật. Gương mặt của Ngài tỏ vẻ vô cùng thương xót, và Ngài cầu nguyện cho họ. Đến một đoạn nữa, Nan Đà thấy trước mặt có 5 chảo dầu xếp thành hành dài trước mặt một cái đền tối om. 5 con quỷ đang sắp sửa đun lửa. Trong 4 cái chảo đã có 4 người, không rõ là đàn ông hay đàn bà. Lửa đỏ, dầu gần sôi, người trong chảo giãy dùng, chồm lên rồi lại rơi xuống. Tiếng kêu của họ tắt đi trong tiếng sôi sục của dầu, tiếng củi cháy phừng phực. Nan Đà đến gần con quỷ có chảo dầu thứ 5 và hỏi: "Tại sao trong này lại không có người nào?" Con quỷ không nhìn Nan Đà, chăm chú coi lửa và trả lời: "Chảo không này cứ đun sẵn để dành riêng cho một người tên là Nan Đà. Nếu người ấy biến nhát không lo tu tập." Nan Đà giật nảy mình và không dám hỏi thêm gì nữa. Từ đồ ấy về, Nan Đà không một chút nào dám sao nhãng việc tu niệm. Chàng lo tụng niệm thuộc lầu kinh kệ. Mãi đến chiều, Nan Đà mới để một ít thì giờ đi dạo ngoài vườn tịnh xá. Nhưng có một điều là, chàng đến chỗ nào, người chỗ ấy đều lánh đi nơi khác. Nan Đà bực lắm. Có một hôm, Nan Đà đến gặp Ngài A Nan. Ngài A Nan là em họ chàng và là đệ tử yêu mến nhất của Đức Phật. Thấy Nan Đà đến, Ngài A Nan cũng lánh đi nơi khác. Không thể giữ nổi sự bực bội trong lòng, chàng đến trước mặt Ngài A Nan và lấy lời kính cẩn thưa: "Xin chú cho tôi biết, vì lẽ gì các ngài và chú lại không muốn gặp tôi? Tôi tưởng đã ở một đạo với nhau, hơn nữa lại là bà con, chú cũng không nên đối xử với tôi như thế." Ngài A Nan biết không còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này để trình bày cho Nan Đà rõ đầu đuôi, nên ôn tồn bảo: "Chúng ta tuy theo một đạo, nhưng mục đích chúng ta không giống nhau. Anh nhắm một mục đích khác. Anh tu hành để được lên cõi tiên,
để sống trong hạnh phúc. Riêng anh tu hành vì cảnh khủng khiếp của địa ngục. Anh Nan Đà ơi, mục đích của anh hẹp hòi. Phải lấy sự đau khổ của chúng sinh làm đau khổ của mình, xem thường tài sản và tính mệnh của mình, phát tâm thực hành lục độ để giải thoát vô lượng chúng sanh. Đó là mục đích của thầy ta, của chúng ta, của những người tu hành chân chính. Ngài A Nan dừng lại để Nan Đà kịp suy nghiệm, rồi âu yếm nhìn Nan Đà, ngài nói tiếp. Nan Đà ơi, đường tu hành còn dài lắm, cho đến khi nào chúng sinh không còn khổ đâu. Cho nên, không nhìn một mục đích cao rộng, ta sẽ dễ nản lòng thối chí như anh. Đã có lần muốn bỏ dở công cuộc nửa chừng. Phải can đảm lên anh ạ, quả lành sẽ đến với chúng ta. Lời ngài A Nan đi thẳng vào tâm can, vào trí óc Nan Đà. Từ đó Nan Đà công phu tu luyện với mục đích cao quý giải thoát cho chúng sanh. Và một ngày kia, bước theo A Nan, Nan Đà trở thành một đệ tử chân chính của Đức Phật, trở thành Nan Đà tôn giả đáng kính mến muôn đời của chúng ta. Quảng Huệ. Luân hồi nhân quả không sai, không tu ắt phải đọa đầy khổ thân. Nhận lầm con. Có một chàng ngu kia sinh được đứa con trai, chăm chút thương yêu như ngọc như ngà. Một buổi sáng anh chàng đi ra chợ sớm, ở nhà lửa bốc cháy nhà và người ta bồng đứa con anh chạy mất. Lúc trở về thấy nhà cháy, anh không tiếc, anh chỉ cuống cuồng lên khi không thấy con. Một người láng giềng ức đoán, chỉ vào thầy của một kẻ bất hạnh đã cháy thành than và bảo, con anh chết cháy đây rồi. Thế là anh chàng tin ngay là thật, khóc than kể lễ khôn xiết, rồi may một cái túi vải vuông bỏ nắm tro tàn vào đó, mang luôn bên mình không lúc nào rời. Rồi cứ đinh ninh rằng con mình đã chết cháy, và nắm tro bên mình là xác con. Không biết con mình hiện giờ đang còn sống. Một buổi kia được thả, đứa con về gõ cửa kêu cha. Anh chàng buồn quá, đóng cửa ngồi trong nhà, nghe gõ cửa hỏi vọng ra. Ai gọi đó? Con đây. Con, tôi đâu dám, con tôi chết đã 3 tháng rồi. Không, con còn sống đây mà, mở cửa cho con vào. Nào, cút đi. Con tao đã chết, mày là ai? Đến đây nhận hảo thế? Cha con gì? Đứa con nằng nì ngoài cửa mãi, người cha ngồi trong nhất định không mở cửa. Cuối cùng nó đành khắc khoải ra đi. Thương hại cho anh chàng, cha con không nhận, lại nhận bị xương khô. Người ngu tự biết mình ngu, nên biết người ấy có trí. Người có trí tự cho là có trí, nên biết người ấy ngu nhất trên đời. Người ngu cố chấp sự hiểu biết của mình là đúng, nên không bao giờ chịu thừa nhận những điều hiểu biết của kẻ khác. Vì thế, không bao giờ họ đạt đến được chân lý. Máu sanh linh không rửa sạch tội lỗi của người. Kinh thành Ba La Nại đang sống trong những ngày bối rối. Khắp nơi, những lễ đàn được dựng lên cao vội, tiếng nguyện cầu như muốn vượt mấy tầng trời. Nhưng thuốc thang cũng đã nhiều, cầu đảo cũng đã lắm, mà có ăn thua gì đâu. Hôm nay cũng như mọi hôm, hoàng cung vẫn rộn ràng lo lắng. Mạng sống của hoàng thái hậu như treo đầu sợi tóc. Thần chết chắc đang cầm lưỡi hái đợi chờ đâu đây. Bọn cung Nga thế nữ vẫn túc trực đó, vẻ mặt mỏi mệt hiện rõ trên nét mặt. Không biết họ thức trọn mấy đêm rồi. Quốc vương Hòa Mặc thì như trong giấc mộng, cứ nhìn gương mặt mẹ mình ngày một teo gầy lại. Nhà vua thấy lòng tơi bời từng đoạn, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cùng nhà thế nữ mà làm chi, lầu son gác tía mà làm chi. Nhà vua thấy có thể bỏ tất cả, hy sinh tất cả, miễn là mẹ mình được sống. Tất cả những danh y trong nước đều đã được vời, nhưng người nào cũng lắc đầu ái ngại, vô kế khả thi.
hơi thở của mẫu hậu càng lúc càng khò khè, ngột ngạt. Ôi, còn chi đau đớn hơn cảnh một người con hiếu đang thấy mẹ mình chết dần mà không làm sao cứu được. Cuối cùng nhà vua cho triệu tất cả những phạm chí xa gần về để hỏi nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh cho mẹ mình. Họ đã về đầy đủ rồi đó, nhưng nào ai có ý kiến gì đích xác đâu. Người thì bảo thần sông, kẻ thì bảo thần núi. Họ đổ lỗi cho trăng sao trời đất. Thế rồi đến khi nhà vua thiết tha xin phương pháp điều trị thì yên lặng. Im lặng, nặng nề ngự trị. Ai dạy gì mà bày tỏ cái bất lực của mình? Bỗng một phạm chí, có lẽ lớn tuổi nhất, đứng dậy bấm tay chim quẻ rồi trân trọng trả lời. Tâu đại dương, nguyên nhân bệnh trọng của Hoàng Thái Hậu cũng chẳng có gì khó hiểu. Âm dương không hòa hiệp, thiên địa quỷ thần trách móc. Hoàng Thái Hậu lại mắc phải hung tinh, trách gì không yếu mệnh. Muốn khỏi, nhất định phải tìm đủ 100 súc vật khác giống để tế đất trời. Đại dương và Hoàng Thái Hậu cũng phải đến tại lễ đàn cầu đảo, thì mới mong bảo toàn mạng sống và được bình an. Quốc dương như người sắp chết khác, bỗng gặp nước lành. Tình thương mẹ, cộng thêm lòng mê tín dị đoan, khiến nhà vua không suy nghĩ gì thêm trước khi thi hành ý kiến của phạm chí. 100 sinh mạng đã được đổi lấy một mạng trong hy vọng. Bầy súc vật được xua ra lễ đàn một cách tàn nhẫn. Có ai nghe tiếng kêu than của những kẻ vô tội sắp phải bị hành hình? Có những con cừu non biết mình sắp chết, cố dừng lại không chịu bước. Có những con bò cứ ngoái đầu trở lại, nước mắt chảy ròng ròng. Những bọn lính thì có kể gì cả. Chúng lấy roi dài quất vùng vụt vào thân đàn thú, lấy đá ném vào những con nào đi chậm nhất. Đã có những vết máu hồng hoen trên đường cỏ. Xà giá cũng theo sát bầy thú vật. Hoàng Thái Hậu thì mê man trong chiếc xe lắc lư trên đường đá sỏi. Quốc dương quà mặt thì luôn luôn nhìn ra ngoài, xem thử đã đến lễ đàn chưa. Lúc xe vừa ra khỏi cửa thành thì bỗng nhà vua giật mình nhõm dậy. Có cái gì uy nghiêm trên nét mặt của đại sĩ đang đứng chân giữa đường. Đôi mắt sáng ngời làm cho ta mến phục. Y dàn giản dị nhưng lại có tính cách siêu phàm. Quốc dương bước xuống xe. Ngài ngạc nhiên thấy đoàn hầu cận của mình không biết đã quỳ rạp xuống từ lúc nào. Có những lời chúc tụng gian gian không phải cho một vị quốc dương, nhưng mà cho một đấng vô cùng cao trọng. Ngài bỗng thấy sợ sệt. Không, đạo sĩ có gì hung dữ đâu. Đó là cái run sợ của một đứa con thơ trước mặt mẹ hiền. Rồi ríu chân, vua cũng quỳ xuống. Muôn miệng một lời tung hô gian dậy. Kính chào Đức Thế Tôn. Dân, chính là Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca. Cảm thông nỗi đau thương của 100 sanh linh vô tội sắp phải bị hành hình, Phật đã từ tịnh xá Kỳ Hoàng nước xá về, treo đeo dược núi về đây gieo mầm chân lý. Phật đỡ quốc dương dậy và hỏi lý do vì cầu đảo. Quốc dương rơm rớm nước mắt, trả lời. Bạch Thế Tôn, mẹ con lâm trọng bệnh đã lâu, không thang thuốc gì cứu khỏi. Này theo lời phạm chí, con định dùng tinh huyết của 100 con súc vật khác giống mà tạ lễ với trời đất. Kính lại đấng điều ngự, xin ngài hãy chỉ đường dạch lối cho con. Một con cừu nhỏ lê chiếc chân váy máu đến ép mình vào chân Đức Phật, như để tìm một nguồn che chở thiêng liêng. Phật cúi nhìn và để một bàn tay lên đầu con thú nhỏ. Ôi, cử chỉ mới dịu dàng và êm ái làm sao. Mắt cừu nhỏ gặp mắt Phật, long lanh rồi nhỏ lệ. Cả đàn thú cũng ngước đôi mắt ướt hướng về Phật như muốn nói lên những điều oan ức bất công. Đức Phật trả lời. Này quốc dương, không nên theo những lời mê hoặc. Không một ai, dù là thiên thần quỷ vật, có thể ban phúc hay giáng quả cho người. Ta quyết định đời ta theo đúng luật nhân quả. Muốn được mùa, nông dân phải cày sâu cuốc bẫm. Muốn giàu sang, phải bố thí cho kẻ nghèo hèn. Muốn sống lâu,
phải thực hành từ bi và không sát hại. Không ai có thể chối cãi điều đó. Nhưng Bạch Thế Tôn, thiên địa quỷ thần là những kẻ có quyền phép, ta có thể nhờ họ giúp ta. Này Quốc Dương, người có thích mặc chiếc áo sơ sài của hành khất không? Người có tham bữa ăn tồi tàn của lớp cùng dân? Chư thiên cũng thế, Quốc Dương ạ. Vốn là hạng người phát tâm theo 10 điều thiện. Khi mạng chung, họ đã được sanh lên một trong 36 cõi trời. Ở đó có cung điện quy hoàng, có cung nhà thế nữ hầu cận, y thực tự nhiên có. Nào họ có cần chi những thứ đồ tạ lễ của Quốc Dương khi lấy huyết 100 sanh mạng để mưu cầu hạnh phúc cho một người? Quốc Dương thật đã là một việc thiếu suy xét, mà chỉ tin theo lời đường mật của những tà sư. Tội đó lớn lắm. Từ châu thân đấng từ bi bỗng lóe lên muôn vàng ánh sáng, chiếu rực cả muôn loài. Tất cả chúng sanh trong ba đường sáu nẻo bỗng thấy hân quang và thấm nhuần ánh đạo. Toàn thể 200 vị phạm chí thấy mình lầm đường lạc lối. Họ vội vã cùng nhà vua xin Phật thâu làm đệ tử. Hoàng Thái Hậu cũng thấy một sinh lực mới giao dạt chảy vào lòng. Bà đón nhận ánh sáng của chánh đạo, xả bớt lòng tham lam, phát tâm bồ đề, cầu đạo giải thoát. Liền đó bà thấy sức khỏe đã trở lại như xưa. Dưới chân cha lành, bà không ngớt lời chúc tụng. Phật hiền từ nhìn đàn vật như an ủi, rồi theo lời mời của vua trở về cung. Đêm ấy, có 100 sanh linh thoát khỏi hành hình oan uổng. Cũng trong đêm ấy, ở miền biên giới Ấn Độ xa xôi, dân gian say sưa uống những lời thuyết pháp của Đức Từ Phụ. Lòng người rửa sạch oán thù, lũ cướp ác hung bỗng ghê bàn tay vấy máu của mình mà trở lại cuộc đời lương thiện. Chánh pháp tung ra, thấm vào từng bộ óc, không còn cảnh chém giết ghê gớm, không còn người tin theo tà đạo.